nhà vô địch LPL Xuân, nhà vô địch MSI và giờ là vô địch LPL mùa hè 2023 đã chính thức gọi tên Jindo sau 5 vòng đấu căng thẳng. Đây là nhiệm vụ quá khó khăn với 7 kỳ lân trước sức mạnh hủy diệt của Jindo. Thế nhưng để kéo được họ đến ván 5, điều mà á quân mùa xuân Billy đã không thể làm được lại là điều thành công đối với LNG. Ván thứ nhất, LNG là đội chơi vô cùng tốt giai đoạn nhập trận, nhưng càng về sau họ liên tiếp gặp những sai lầm trong các pha giao tranh mục tiêu, khiến họ bị Jindo hủy diệt dễ dàng. Với Bullet Baron từ rất sớm, Jindo bay thẳng vào nhà chính và quét sạch đội hình LNG để vươn lên dẫn 1-0. Pha cắm chọn để hở Jayce cho Nai chính là sai lầm lớn nhất của kỳ lân Tô Châu, và chính vì tướng này đã mang về MVP cho đường giữa của Jindo. Trong ván 2, hai đội nhập cuộc rất quyết liệt ở giai đoạn đầu. Được thấy rõ ràng khi LNG có pha tổ chức Ambaron bất ngờ phút 21, giúp họ gia tăng cách biệt lượng tiền. Nhưng đến phút sau, Jindo có pha giao tranh thắng lợi ở hàng rồng, giúp họ có được linh hồn rồng nước. Tuy Ruler có pha cướp được Baron, nhưng với một đội hình quá thiếu sát thương đến từ Jindo, khiến họ bị LNG đánh bại dễ dàng ở pha giao tranh cuối cùng, qua đó cân bằng tỷ số 1-1. Ván đấu thứ ba kết thúc chóng vánh sau 24 phút, khi LNG tỏ ra quá áp đảo. Một chiến thắng đầy thuyết phục của LNG, khi mà họ đã có những pha xử lý quá tốt. Bảy kỳ lân đã tận dụng rất tốt chất tướng trong đội hình của mình để có những pha giao tranh thắng lợi. Jindo với đội hình hai sao thủ gần như bất lực trước khả năng giao tranh của LNG, khi Nai và Ruler chưa có đủ lượng trang bị. Ván đấu bản lề dành cho LNG trước khi đứng trước cơ hội kết liễu đối thủ ở ván đấu thứ tư. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra. Sau hai ván thua liên tiếp, Jindo cuối cùng cũng đã trở lại để đưa trận chung kết đến với ván đấu cuối cùng. LNG với đội hình hai sao thủ đã không thể chống đỡ lượng sát thương quá đột biến đến từ đội hình Jindo, khi mà Nike và Kanavi với combo Ari Wukong đã thi đấu rất tốt của bảng này. Dù đôi lúc Jindo cũng mắc sai lầm, nhưng họ vẫn giữ được sự bình tĩnh và xử lý tình huống rất tốt, ngay sau đó khiến cho LNG không thể có được thứ họ muốn. Trận chung kết căng thẳng bước vào ván 5 mới có thể phân định chủ nhân của chiếc cúp ngân lòng. Chỉ với một pha nở hoa đẹp của Nike, Jindo đã xuất sắc vươn lên nắm lợi thế ván đấu và lần lượt lấy đi bùa lợi Baron và các trụ của LNG ngay sau đó. LNG dù đã rất nỗ lực để tìm cơ hội trở lại, nhưng một mình Jayce của Xcow là không đủ để giúp họ cản phá sức mạnh đến từ Jindo. Phút 34, LNG dồn lực ra hàng rồng ngàn tuổi để tìm cơ hội cuối cùng tại ván đấu này. Nhưng pha bắt lẽ thành công Zika của Jindo đã đánh tan mọi thứ. Giao tranh hơn người, Jindo dễ dàng quét sạch LNG lần cuối cùng tại trận đấu này để mang về chiến thắng quyết định, qua đó thu thập chiếc cúp ngân long danh giá lần thứ hai liên tiếp tại mùa giải này. Một lần nữa xin chúc mừng Jindo đã bảo vệ thành công chiếc vô địch LPL, và họ cũng sẽ là đại diện số 1 của Trung Quốc tại Worlds 2023. Kể từ tuần thi đấu thứ 5, D-Plus Kia đã liên tục thắng trận với tỷ số đậm 2-0 trước các đối thủ tương đối khó nhằn, trong đó có một T1 thiếu vắng Faker. Họ chỉ đã thua khi gặp hai ứng viên vô địch thời điểm hiện tại là Genji và Katie Roster. Thế nhưng mọi niềm tin của người hâm mộ đội tuyển này đã hoàn toàn bị dập tắt sau màn thể hiện không điểm của các thành viên khi gặp Hanwha Live vào cuối tuần đấu cuối cùng. Một bộ mặt bạc nhược rêu rã được đưa ra ngay trước thềm playoff cận kề, đặc biệt là hai vị trí rất quan trọng của Canyon và Showmaker, đã khiến Hanwha Live dễ dàng có được chiến thắng 2-0. Qua đó giữ vững vị trí thứ 3 vòng bảng. Sau thất bại này, TK sẽ gặp T1, còn Hanwha Live sẽ chọn đội thứ 6 tại vòng knockout. Huấn luyện viên mới cùng dàn nhân sự của TK vẫn còn đủ thời gian để cải thiện và phục thù, nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn hôm nay, đội hay hơn đã giành chiến thắng. Hanwha Live luôn là vậy, họ không quá hay nhưng lại rất ổn định vào đúng thời điểm. Gần như những đội top trên sẽ luôn gặp khó khăn về ZK và đồng đội tại bất kỳ thời điểm nào. Trong khi đó, đúng như những gì bình luận viên LCK đã chia sẻ, đây là một ngày thi đấu hết sức điên rồ với các khán giả tại LCK. Không chỉ DK trở thành nạn nhân của những cá nhân xuất thần, thậm chí Genji cũng đã thất bại 2-0 trước Brian. Cơn địa chấn đã thực sự làm rung chuyển cả một vùng trời khi mà ngài Morgan cùng đồng bọn hủy diệt hoàn toàn đương kim vô địch Genji trong một ngày mà phong độ bay quá cao. Thần ca sấu trong tay Morgan thật sự là một con quái vật áo trình hoàn toàn Doran bên kia chiến tuyến. Ngay trong các giao tranh lớn ở cuối ván 2, Brian thậm chí còn không để chết bất cứ thành viên nào và đẩy thẳng vào nhà chính trong sự bất lực của Peanut. Cái kết đẹp dành cho Brian khi họ hiên ngang rời giải, khi đã đánh bại được kẻ được cho là mạnh nhất, và đồng thời cũng nhiều người tin rằng nếu như sớm thể hiện bộ mặt như vậy thì Brian đã chắc chắn có mặt trong playoff. Chiều thứ bảy vừa qua, NBA đã chính thức nổ hũ sau chuỗi dài 11 trận thua trước đó, và đối thủ của họ là Team Flash. Sau ván đầu tiên bị dẫn trước tương đối nhanh chóng, NBA đã đứng dậy chiến đấu với tâm thế không còn gì để mất. Do đó, NBA đã có được thứ họ muốn, đó chính là giành chiến thắng cuối cùng trước khi hiên ngang rời giải. Sau khi trận đấu kết thúc, người đi rừng của NBA đã có được một cuộc phỏng vấn ngắn với Remy và chia sẻ những góc nhìn thú vị về trận đấu này. Cụ thể, Son cảm thấy rất vui, tuy nhiên cũng cảm thấy đây là một trận đấu cực kỳ quan trọng. Bởi lẽ đa phần các tuyển thủ đều là những tuyển thủ trẻ, chiến thắng này sẽ là bước đệm để tìm có thể làm tốt hơn trong mùa sau. Thật vậy,
Rõ ràng kể từ khi debut tại VZ Xuân 2023 cho đến nay, MB đã có những tiến bộ đáng kể và thậm chí làm khó được những ông lớn. Son chia sẻ thêm, trận đấu này rất khác với những trận đấu trước. Tụi em đã thay đổi lối chơi, tụi em đánh chậm lại, không còn vội như những trận đấu trước đó. Vì vậy mà có được chiến thắng ngày hôm nay. Hy vọng trong những mùa giải tới, MB với những cố gắng nỗ lực hơn sẽ làm nên kỳ tích và sớm có được lần đầu tiên vào playoff. Nhưng những gì đã được công bố và tổ chức VSS đã đưa ra quyết định đình chỉ hoạt động của SE sau loạt lùm xùm trong thời gian qua. Thế nhưng người hâm mộ đã luôn chất chứa một câu hỏi, chưa có lời giải đáp, đó là vì sao tổ điều tra lại làm việc chậm trễ đến như vậy, đồng thời luôn đặt đội tuyển này trong tình trạng chờ đợi vô thời hạn mà không rõ lý do. Có những ý kiến cho rằng sau khi DNK, Amber có những động thái nhằm biểu hiện bản thân không dính líu vào vụ việc, tổ điều tra cần sớm thu hẹp phạm vi điều tra và trả lại tự do cho những người trong sạch, nhưng bất đắc dĩ có liên quan đến người vi phạm. Thậm chí thầy giáo ba, người có thể gọi là cha đẻ của SPTC cũng đã phải lên tiếng về điều này trong phiên livestream mới đây. Giả sử vụ việc này chỉ liên quan đến tuyển thủ vi phạm thôi, tại sao phía ban tổ chức lại không cho SE thay 5 người khác vào thi đấu mà quyết định xóa bỏ đội khỏi giải luôn? Mọi người có thể tự suy nghĩ đi. Phát biểu này của Bao Rọi Béo càng khiến cộng đồng Liên minh Việt đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng anh ba dù ít hay nhiều cũng cảm thấy thương xót cho đứa con tinh thần của mình từng gắn bó, nên đã có thắc mắc về quyết định của ban tổ chức nhằm đòi lại công bằng cho những con người lương thiện. Trong khi đó, số khác nhận định vụ việc trên của SE không đơn thuần, chỉ liên quan một vài cá nhân trực tiếp tham gia. Quan trọng hơn hết thì phía Riot và ban tổ chức VCS hoàn toàn có quyền quyết định về giải đấu. Vì vậy, để không ảnh hưởng đến tiến độ của giải Hoàng Hôn 2023, họ cần phải đảm bảo giải đấu không bị chậm so với tiến độ của mặt bằng chung. Phoenix mới đây có một buổi phỏng vấn nhanh trước thềm playoff LCK mùa hè. Cụ thể, đội trưởng của Zhang chia sẻ, tôi muốn gửi lời tới đồng đội của mình thông qua bài phỏng vấn này. Khi giải mùa hè kết thúc, đây có lẽ là kỳ LCK cuối cùng chúng ta còn thi đấu bên nhau. Hãy luyện tập chăm chỉ quãng thời gian còn lại, để rồi chúng ta sẽ không phải tiếc nuối với những gì mà mình đã đạt được. Có thể thấy Pirates luôn luôn chuẩn bị sẵn tinh thần cho fan và đồng đội như vậy. Đến khi điều đó xảy ra, sẽ có sự chuẩn bị tinh thần từ trước. Chưa biết rằng ai sẽ đi và ai ở lại. Có thể những trụ cột như Jovi hay chính Pirates cũng sẽ nói lời tạm biệt, như cách mà Ruler đã để lại quá khứ sau lưng đi tìm vinh quang mới. Thế nhưng dù sao đi chăng nữa, những điều mà Pirates muốn nhắn gửi cho đồng đội đó chính là hãy cố gắng hết sức để cho đến khi không còn tiếp tục đồng hành cùng nhau, để rồi khi nhớ lại tất cả sẽ là những ký ức đẹp. Vào cuối tháng 5 vừa qua, cộng đồng Liên minh Việt Nam đã khá bất ngờ khi Eagle thông báo chia tay Cerberus để gia nhập Sài Gòn Buffalo. Không rõ bởi lý do là gì, nhưng xuyên suốt qua thời gian qua thì người đi rừng này chưa từng ra sân thi đấu một lần nào trong màu áo mới. Cho đến sáng ngày 5 tháng 8 vừa qua, Eagle bất ngờ thông báo giải nghệ trên trang cá nhân, khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối. Ngày 5 tháng 8 năm 2023, ngày mà mình nói lời giải nghệ với sự nghiệp tuyển thủ Liên minh Huyền Thoại. Hi, xin chào các bạn. Lời đầu tiên cho mình gửi lời cảm ơn đến tất cả những người hâm mộ đã theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian qua. Mình xin phép được thông báo tương lai sắp tới mình sẽ nghỉ thi đấu chuyên nghiệp và lui hẳn về làm streamer để có thêm thời gian cho gia đình, vì mình đã rời xa gia đình trong một thời gian dài. Mong rằng anh em sẽ tiếp tục ủng hộ mình trên chặng đường sắp tới. Lời cuối, em xin cảm ơn anh Linh đã tin tưởng và tạo cơ hội cho em được thử sức một lần nữa tại Sài Gòn Buffalo. Cảm ơn anh em đồng đội tại đây đã đồng hành cùng mình, cũng như huấn luyện viên Du và thầy Vương vì đã theo dõi và dạy dỗ em rất nhiều trong thời gian qua. Cảm ơn tập thể và ban quản lý vì đã giúp đỡ và định hướng cho em lúc em cần. Chúc mọi người nhiều sức khỏe để chiến hết mình trong playoff sắp tới và giành được suất đi chung kết thế giới nhé. Mong sắp tới mọi người sẽ ủng hộ mình và theo dõi mình nhé. Chỉ vài giờ sau thông báo của Eagle, ban quản lý Sài Gòn Buffalo cũng đăng tải lời tạm biệt đến tài năng trẻ này. Nhìn lại sự nghiệp của Eagle, anh đã hai lần vô địch giải quốc nội với VCS 2020 và Đông 2021. Cả hai lần đều là đánh bại Gam với kết quả 3-2 tại một trận chung kết đầy căng thẳng. Thậm chí nhiều người còn đánh giá Eagle có tương lai vô cùng sáng lạn, hoàn toàn đủ khả năng tiếp nối những gì mà Levy để lại trong tương lai. Mặc dù vậy, Eagle và đồng đội đã không thể đại diện VCS ra đấu trường quốc tế vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh lúc bấy giờ. Sau đó đến VCS Xuân 2022, Eagle đã gặp khá nhiều rắc rối ngoài đời tư mà khiến anh phải tạm nghỉ thi đấu một thời gian dài. Đến khi trở lại trong World Series, anh đã không còn giữ được phong độ cao. Sau tất cả, Eagle đã quyết định không đi theo con đường game thủ chuyên nghiệp, trở về với cuộc sống bên cạnh gia đình và hàng ngày livestream.